Việt Nam chúng ta thiếu sự ganh đua nhưng lại thừa sự ganh ghét. Mà trong xã hội chúng ta muốn tiến lên, chúng ta phải có sự ganh đua. Ganh đua có nghĩa là bây giờ một người thấy cô Ngọc Hân này làm MC hay thì sẽ quyết tâm để làm hay hơn cô Ngọc Hân. Một người thấy Nguyễn Hồng Ngạn làm MC hay thì sẽ kiếm mọi cách để làm MC hay hơn Nguyễn Hồng Ngạn. Đó là sự ganh đua giống như là thể thao trong Olympic. Còn nếu người nào nghĩ là Nguyễn Hồng Ngạn làm MC hay, mình không cần phải cố gắng để bằng Nguyễn Hồng Ngạn, mình chỉ cần lôi nó xuống là xong, thì đó là sự ganh tị. Và cái ganh tị đó làm cho cộng đồng, cho xã hội Việt Nam chúng ta bước lùi, trong khi cái sự ganh đua thì lại làm cho tất cả cộng đồng cùng tiến lên, giống như là người Nhật, giống như Hàn Quốc, giống như là người Mỹ, người Pháp vân vân. Thì đó mới là cái điều mà chúng ta đáng bàn đến ở đây, chứ không phải cái chuyện ghen vợ chồng tạt acid.